với kênh Nhật Quốc Vlog của mình ngày hôm nay. Lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn các bạn dành cho biết thời gian clip và xem video tiếp theo của mình. Thì chia sẻ các bạn hôm nay là thứ tư ngày 16 tháng 2 năm 2022 các bạn. Đó thì ngày nay là mình đi da bò đó, với lại là bác cũng được món bò nữa các bạn, một bộ mẹ con với lại một con cá đất man. Thì cái cá đất man thì vừa rớt con xe cũng đã bán rồi đó, thì cho chú ở bên cửa ăn luôn đó. Thì ngày nay bây giờ hiện tại mình mới bán được một bộ mẹ con đó, với là một con cá cột, thì chung mình cùng một cá cột đó. Thì ai có nhu cầu mua nuôi sinh sản ấy thì xem hết video rồi tham khảo giá, thì có thích con nào thì cứ liên hệ với mình. Rồi nói chung là bắt đầu vào nội dung chính của mình, nhưng trước khi vào nội dung chính của mình thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh cho mình nha các bạn. Thì bây giờ vẫn còn đi giao bò rồi các bạn, giao con cái anh quýt cho chú ở dưới sông An này. Nói chung cũng gần nhà mình thôi. Rồi thì bắt đầu vào nội dung chính của mình đó, chi tiết máy nghe này cho các bạn xem. Vô về lên, về lên. Ủa mấy con mưa to lắm mà đâu hết đâu. À này, vô, đi, lên không, lên đi, 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 lên, lên, đi vô chuồng rồi chứ. Vô, nhẹ tiếng, nhẹ tiếng, nhẹ tiếng. Hai máy mà nó lớn mà. Anh đi vào gì đây? Cột đập. Sao đứng ở ngoài nảnh qua đây? Chưa chưa. Chính này cho này mà giữa lưng ở dưới rồi chút tục ăn chút gì luôn. Được không? Được, ok hết. Chỉ nghe đúng là xây đập bụng là chút xét à. Đó, về tới nhà là ăn liền luôn. Đấy, ăn đây, ăn uống rồi. Cái mỏ này ăn gì, ăn cớ không này? Là ham bự mà. Ừ. Không có bê, không có đồ vậy đó. Tách sữa đầu anh. Dạ, tách sữa đầu. Nuôi sướng nữa, khỏi xúc nữa. Đấy, được. Nói chung thì cũng chúc anh con bò mèo lớn, mà cũng sinh sản là tốt. Rồi, mà em xin phép em về, đi giao hàng nghiếc kia nữa. Dạ, dạ. Rồi, mốt có điện nghiếc ra, điện em nha. Rồi bò về đây các bạn đó, thì nói chung bà con nông dân mình cũng ủng hộ nhiệt tình đó, tới xem rất là đông đó. Thì nói chung là bò về thì bà con tới xem thì tha hồ lửa luôn, bò gì cũng có, mà toàn là bò đẹp không đó. Vô chúng xe lên xe luôn, xuôi luôn, vậy vô mình cút cho nó đó. Ui hai con này mọc cái gì đẹp nhức nách luôn ạ. Hai em lên đường thì chủ mất hai con này về cứu định. À, con này về cứu an nha, con này cứu an, con này xem an à, gần nhà mình. Đấy. Rồi rồi siêu phẩm nghe cái cột các bạn đó. Thì con nghe này thì dày dặn, chân cẳng đầu to, cao 1m2, sọc đỏ đen, đầu trụi, có đuôi bự, đuôi ngắn tao nhượng đó, bộ phận trên sàn to đó, vú 4 vú. À, nghe rất là tốt nha các bạn, dây dạng nghe cái cột phối đó. Đây, quay chi tiết luôn cho các bạn xem tham khảo đó. Ai có nhu cầu mua con nghe cái cột này ấy, thì cứ liên hệ với mình. Rồi tiếp theo xíu nữa mình quay một bộ mẹ con rồi các bạn đó. Thì trước mắt thì con nghe cái cột này thì mình báo giá công khai là 25.500.000 nghe cái cột rất rất đẹp nha các bạn, bộ phận sinh sản nó to đó, dây dạng dài cao dài đó, chân cẳng nó to liền lạc con bò. Nói chung là khéo lắm các bạn đó. Thì con này nó bị viêm da nội cục nhưng mà nó bị bớt rồi nha các bạn. Giờ nói chung là đang ra lông nhưng mà nghĩ khéo lắm. Những con này được kháng nó rất là tốt này đó, ăn uống là rất là tốt mà giờ nó chưa ăn, mới xuống xe này các bạn đó. Hiền dạng, đầu trụi, không có sân, xây mạch hai xây, xây lưng một xây, nghiêm xây đó. Thì trước mắt đó là mình báo giá công khai trước con nghe cái cột này giá 25.500.000 à. Rồi tiếp theo một bộ mẹ con đó, mẹ con giá nhẹ nhàng học sinh thôi đó. Mẹ là sim để con thứ hai, nghe cái là nghe cái đất man luôn đó, man đuổi có lớp da bọc sừng thôi đó. Mẹ còn tơ minh để con thứ hai có đẹp một mèo xây tích đồ nghiêm hết, lưỡi đen mẹ cũng lưỡi đen, nghe cũng lưỡi đen xây tích đồ nghiêm hết, mẹ mát sữa đó. Nghe đó, nghe này thì mới có 2 tháng 4 ngày thôi nha các bạn đó. Thì mẹ thì chưa lên giống lại theo chú chia sẻ đó. Đây, mẹ là sim, mẹ còn tôm manh luôn. Con này về các bạn nuôi có không tới 1 tháng nữa là giống lại.
tại vì chú cái dòng bò chú là dòng bò nhâm một gần nhà mình đó, đó đẹp, một mèo chân cẳng nâu to dầu kéo đó, bốn chú điêu đó, bộ chú bộ sữa tốt lắm các bạn đó. Thì mẹ nghe nó bú nha các bạn, thì mẹ hơi ốm nhưng mà nói chung là sạch bò đó, bao dược xạ lồi đôm đó, bảo hành cho các bạn đó, ăn uống luôn trong nước trong đồ bảo hành hết, tại vì bò này bò núi đó, bò rất là dơ đó. Nghe này, nghe đến man này đó, mấy cái gói lốp da sừng rồi nha các bạn, nghe mắt sữa đỏ đẹp, xây tích rồi nghiêm hết đó. Thì bộ mẹ con này mình báo giá công khai là 31.500.000 đó, ai có nhu cầu mua nuôi sinh sản bộ mẹ con này thì cứ liên hệ với mình, số điện thoại bên góc trái màn hình của mình này các bạn đó. Bộ mẹ con như thế này rẻ tiền đó, nhẹ bò đó, mà bò lại đẹp, xây tích rồi nghiêm hết, lự đen đỏ cháy một mèo luôn này. Mẹ lai sim để con thứ hai, con nghĩ là con thứ hai nha các bạn đó. Bộ mẹ con này quay chi tiết luôn rõ ràng luôn cho các bạn xem được kỹ. Mình nghe cái rất man, chỉ có lớp da sừng thôi đó, bò thì đẹp, sạch bò đó, đỏ đẹp đó. Mẹ này này cao một gần 1m3 nha các bạn, 1m28 đó, mình kêu thước mình đo rồi là chỗ cái sấy nó đó, là chỗ thấp nhất của con bò là 1m28 đó, dầu yếm dày bò đó, mình đều hơi ốm tại vì nghe bú các bạn hơi ốm bò, nhưng mà nói chung bò thì đẹp, nó chơi điểm nào được rồi đó. Mẹ con giá nhẹ nha, 31.500.000 ở tại ai yêu thích về nuôi sinh sản rồi đấy cửa ăn. Má đâu cơm được sá kia nè, má đâu cơm được dạ, sá kia nè, rồi hết tiền giờ thôi trong nhà ấy. Chú nuôi xuống nhảy xuống dắt luôn. Dạ. Man hả? Anh tuổi á? Gian vút. Bướm nhỏ nó còn non nghé mà 8 tháng. Ê. Chú không? Chú không? Ê. Chú không? Ê, vô. Vô. Ê, ui, có đít sao mà như con heo rồi. Ai. Cái bực á, để con bò con. Vô. Ê. À. Vô. Thế nào? Mua bán lại luôn. Thế? Khá dài nghĩ không em? Em thích hàng phê. Nhìn là phải phê. Còn con nào nó lâu lên giống đâu? Rồi tới nha, đó tới xong em. Con này là con của con nào? Ở anh, con này con của con nào? Đen này. Con này còn pha pháp hay sao hả chứ? Sao củ nó đơ đơ này. Ờ mẹ bà bơ đúng không? Mẹ bành á. Ui mát sữa. Ba con này 70 em. 70. Con ăn 16 triệu, còn 2 con kia 44 con đen với con kia 44 dùng kem thằng bé vào đây 16 triệu 16 triệu 16 triệu kia mua mấy dép nè mày bây giờ nó chữa mấy tháng rồi bây giờ canh sữa rồi mà ba con canh sữa mà con thấy 2 con kia chưa đi 2 con kia phối qua gì chẳng bây giờ phối nhiều quá bây giờ chỉ phối 2 con ba bơ 1 con cọt bây giờ chỉ nhớ con nào của mình ghi số ghi sách rồi nè. Ủa dồi coi. Cái bánh sữa này kìa. Ủa dồi. Rửa thiệt. Mát sữa. Còn 2 con này còn chưa hết rồi anh. Còn mấy cái lần đế rồi mà. Con này chú sữa này. Sắc mau. Ui to. Dậy.
Con chào kem chào toàn bà đọc không à. Đây con lên nữa đi. Nghĩ cả 29 triệu anh bán ấy. Nghĩ cái này. Anh nghĩ cái. Thật đấy. 29 triệu. Ngoài có 29 triệu mày cơ. Ui. 29 triệu con này. 29 triệu con anh bán. 29 triệu á. Kem. Cả 1 hắc anh qua 20. Kem kem này kem nhảy gì không anh? Con ba bự. Con ba bự vậy chúng ta chơi kìa. Ui, dây sao mà nhảy. Dạ ăn mua con như con ở đây nó lên như cái con nãy cái con mà lùng lùng. Vậy là người đi kiếm mò mát sữa chị nuôi. Lại ưng cái con lùng lại nữa. Ừ lùng rồi này. Lùng mà nó dây bò là nó mới ngon. Chứ không cần cao đâu, cao mà nó giống giống. Nó cũng dây mà nó cao hơn mấy triệu. Nó giống 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 là như nào? Chị cũng không thấy là chị đã không thích đâu. Chứ mà để con mát sữa cực kỳ. Con này nhanh con không? Nhanh em, cứ 4 tháng là đây bô chứ không phải thái đâu, bô nó không ép đâu. Ý là nó này con uống đây. Con mẹ của con đây là bò sim. Chứ nếu mà thái là cái lỗ tai nó dài như cái hột xài vậy, nó dài mà nó nhọn dài, nó quấn cái đút đít là đấy là đúng thái á. Rồi bò con này. Bò này. Bò này cái bánh sữa tan thầm. Bò sữa máu đế không bùng bùng. Mà này, sắp kem này không vậy? Cọp em phối cọp. Phối cọp á? Cái mũi nó quen nhỉ, mà cái mũi nó quen. Cái mũi nó có răng là cọp. Cái mũi quen là cọp. Con giờ sắp đế nữa mà. Con này thái xe con mái mừ. Con nhìn như cây sữa luôn rồi. Con nào không nói gì, đi đốt hết. Con nào cũng có... Trần kém thiệt. Con này xuống sữa này, con kem này xuống sữa này. Con này chính khác em nghe rồi. Con kem này mà, con kem mà đếm có đầu chuỗi nữa mới đẹp. Thì cái con cọp hồng ơ mà nó đừng bị ái này. Đồ con cọp ấy thấy không á. Rồi đó thì chi tiết mấy nghe đại xem bộ mày con đó thì ai có nhu cầu mua bò gì vậy thì cứ liên hệ với mình, số điện thoại mình gặp tái màn hình của mình nè. Rồi nói chung là chúc bạn một buổi tối vui vẻ và thật nhiều sức khỏe để các bạn trong những video tiếp theo. Ngày mai về tao mình đi mua tiếp thì có gì nữa thì mình làm video bạn xem. Rồi tối bye các bạn.